Tăng Thanh Hà làm ba rọi cháy tỏi, hao cơm. Tăng Thanh Hà làm thịt rang cháy tỏi, ăn kèm cơm trắng, vừa ngon miệng lại tiết kiệm thời gian chế biến. Bên cạnh các món kiểu Âu cầu kỳ, sở trường nấu nướng của Tăng Thanh Hà là các món ăn thuần Việt dân dã theo sở thích ăn uống của gia đình cô, trong đó có các con nhỏ. Mới đây, bà mẹ ba con làm thịt ba rọi cháy tỏi, một món ăn biến tấu lạ mà quen, thường thấy trong mâm cơm nhà của nhiều gia đình. Thịt ba rọi hay ba chỉ cháy tỏi được xem là một phiên bản mới mẻ của ba rọi cháy cạnh, thêm tỏi băm cho dậy mùi thơm. Nguyên liệu chuẩn bị đều là những thành phần cơ bản dễ mua ở chợ và siêu thị là thịt lợn ba chỉ, thịt heo ba rọi. Gia vị, tỏi, ớt. Phần ba chỉ nên chọn loại có nạc mỡ đồng đều để không bị quá ngấy hoặc quá khô. Thịt rửa sạch với nước chanh muối, cắt miếng vừa ăn, sau đó cho thịt vào chảo, đảo trên lửa nhỏ. Lưu ý, không cần cho dầu ăn hay mỡ mà để thịt tự tiết ra mỡ, nên dùng chảo chống chín để làm dễ dàng hơn. Đảo thịt cho tới khi tiết dầu, vặn lớn lửa và đảo tiếp nhanh tay để phần thịt chín vàng bên ngoài, sau đó tắt bếp và chắc hết dầu trong chảo. Về phần sốt tỏi, Hà tăng cho một chút đường, nước mắm, tỏi băm rồi trộn đều. Nếu thích, bạn có thể cho thêm ớt băm, sả, dầu hào, dầu mè, còn không, chỉ cần nguyên liệu cơ bản cũng đã đủ ngon. Sau khi trộn đều gia vị, tỏi, đường, bạn đổ vào chảo thịt vừa chắc dầu, trộn đều, vặn nhỏ lửa, đảo thêm vài phút thì tắt bếp. Hà Tăng làm món ăn theo kiểu chân phương, không thêm các gia vị cầu kỳ. Cô cũng chỉ ăn kèm cơm trắng, đơn giản nhưng lại là sự kết hợp ăn ý, thịt rang có phần ngoài xem xém, mỡ dẻo dẻo, quyện với gia vị mặn ngọt vừa miệng, thêm chút tỏi băm thơm đặc trưng, ăn kèm cơm trắng dẻo ngọt, cân bằng độ mặn của thịt. Trước đây, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn từng làm thịt ba rọi rang cháy cạnh cùng với tôm. Đây cũng là một món ăn dân dã, quen thuộc nhất ở miền Bắc. Tăng Thanh Hà thường rang tôm, thịt riêng để đảm bảo chín đều, nêm nếm hợp khẩu vị rồi mới đổ chung hai thứ ở khâu cuối cùng và đảo lại lần nữa. Nhờ vậy, hai thành phần hương vị vừa ăn, lại ráo nước. Với phiên bản này, Hà Tăng chỉ nêm nước mắm, nước Hàn, đường, muối, đảo đều cho ngấm gia vị, thêm hành cho thơm, đun nhỏ lửa tới khi nước sệt lại thì nhấc xuống. Tăng Thanh Hà thích làm các món rang mặn ăn kèm cơm trắng. Trước đây, người đẹp từng nhiều lần khoe các món như tép nhảy rang khế với nguyên liệu là khế hái trong vườn nhà hay tôm bầu rang mặn ngọt, món khoái khẩu của con trai Ma Sơn. Nữ diễn viên cũng thường tự thắng nước Hàn rang tôm với thịt ba chỉ thêm đậm đà. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.